con mời bác sẽ phát biểu một lời để cho chúng ta kết thúc lại cái nghi thức lễ ngày trọng đại này. Kính thưa quý vị, từ giờ phút này thì chúng tôi xin tuyên bố là chính thức hai con chúng tôi là Xuân Phong và Thu Trang đã trở thành một người trong nhà, thành vợ thành chồng, và chúng tôi nguyện sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bác Đồng Huy Châu là bác của chú rể sẽ tiến về phía sân khấu để có đôi lời dặn dò cùng với Xuân Phong và Thu Trang. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Chào các quý vị đại biểu, hôm nay giữa mảnh đất Vũng Tàu thân yêu và giữa công viên của nhà Hà Kiều Anh nguy nga tráng lệ, rất là phấn khởi và xúc động cho chúng tôi được chứng kiến giây phút bác Vinh dẫn cháu cha lên trao cho chú rể, tức là cháu của chúng tôi là cháu Sơ Phong, và hai cháu cùng nắm tay nhau bước lên lâu đài hạnh phúc. Rất là phấn khởi cho chúng tôi, cho gia đình chúng tôi là từ hôm nay chúng tôi có thêm một cháu dâu mới, và chính thức buổi lễ thành hôn đã bắt đầu. Mời bác thay mặt cho toàn thể gia đình có đôi lời thần của các cháu. Từ hôm nay các cháu sẽ chính thức chung tay cùng dắt nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, một tổ ấm của mình. Bác chúc cho các cháu luôn luôn hạnh phúc, trẻ khỏe và phấn đấu cho mọi lĩnh vực. Đối với xã hội thì các cháu vui duyên mới, không quên nhiệm vụ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình trong mọi lĩnh vực. Đối với gia đình, các cháu hãy xứng đáng là cháu dâu hiền rể thảo, và các cháu có trách nhiệm xây dựng gia đình của các cháu ngày càng hạnh phúc mạnh mẽ, và có trách nhiệm sinh ra các cháu trai cháu gái khỏe mạnh, khôn ngoan, tốt tú, thông minh cho hai gia đình chúng ta. Chúc các cháu trăm năm hạnh phúc vui khỏe, chúc quý vị đại biểu vui tươi mạnh khỏe và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn những chia sẻ cũng như là những lời dạy bảo mà bác Châu đã dành cho Xuân Phong và Thu Trang. Xin được thay mặt cho Xuân Phong và Thu Trang xin được cảm ơn bác rất nhiều, và xin được nguyện làm theo những lời bác dạy. Xin trân trọng cảm ơn bác rất nhiều ạ. Và bây giờ thì xin mời hai bác sẽ quay trở về khu vực quan khách để chúng ta cùng chung vui với vị quan khách. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời dì Nguyễn Thị Thanh Thảo cùng với em Nico Tiệp Phạm là dì và em trai của cô dâu Thu Trang sẽ tiến về phía sân khấu để có đôi lời cùng chia sẻ đến Xuân Phong cùng với Thu Trang ạ. 'Cause the answer is yes, I'll spend my whole life just being caught up in your eyes. À, kính thưa các ông, các bà, các cô, các chú cùng tất cả bạn bè thân thuộc, hôm nay trong buổi lễ trang trọng làm lễ thành hôn của cháu Phong và cháu Trang, tôi là dì cháu nhưng mà rất vinh dự được có đôi lời tới tất cả các vị có mặt tại đây, và xin chúc mừng sức khỏe tất cả các vị, và có đôi lời với hai cháu. Tôi thì sống ở thành phố biển Vũng Tàu đã hơn 20 năm rồi, thì nơi đây thì là một quê hương thứ hai, và hiện nay thì có các cháu đã ở sống và làm việc tại Vũng Tàu, thì tôi với trách nhiệm người gì nói chung là cũng không được giúp đỡ các cháu nhiều, nhưng mà luôn sát vai cùng các cháu trong tất cả mọi công việc cũng như trong cuộc sống, thì tôi cũng rất bối rối, biết nói gì nhiều hơn, và là chúc hai cháu luôn hạnh phúc và chia sẻ thương yêu nhau cho đến hết cuộc đời. Good afternoon.
trên tiếng Việt và xin chào cả nhà. Xin tự giới thiệu, trước đây tên cháu là Việt Tiệp nhưng mà ở nhà vẫn thường gọi cháu là Miko và cháu là em trai của Trang. Nhân dịp ngày hôm nay cháu muốn chia sẻ một vài điều mà thật sự cháu nghĩ là chỉ em trai Trang mới biết được coi. Điều thứ nhất, chị Trang nhà cháu là một phụ nữ độc lập, đảm đang và rất là giỏi giang trong việc sai bảo em trai. Điều thứ hai, chị ấy là một tiền với loại lãi suất rất là thấp, rất tốt cho cháu tại vì là chị ấy luôn luôn quên là cháu đã nợ bao nhiêu tiền. Và điều thứ ba là dù cho gì ấy, chị ấy có làm cháu giận bực tức bao nhiêu thì cháu vẫn sẵn sàng để trả cho chị ấy. Nhưng mà thật ra ở ngoài đây, cái điều quan trọng nhất là chị Trang là người bạn thân thiết của cháu, là người bạn thân thiết của cháu từ xưa đến nay. Và cháu thật sự là hãnh diện được đứng ở đây ngày hôm nay tại vì chị Trang nhà cháu là người đã từng đi trước từng bước một và mở đường cho cháu đi sau không bị ngã. Chị Trang ơi, anh Phong ơi, em xin chúc anh chị có nhiều hạnh phúc may mắn trong thời gian tới đây. Bây giờ đối với anh Phong, em cứ gọi tôi với anh. Chị Trang nhà em nói rất là quan trọng với em để anh đã gọi anh chị ấy trong những ngày mới đây, dù trời có mưa hay nắng, dù không thấy mưa hay là mấy ngày trước đó. Những lời chia sẻ cũng như là phát biểu của những người thân yêu trong gia đình thì chúng ta cảm nhận được rằng cô dâu Thu Trang của chúng ta nhận được rất nhiều tình cảm, yêu mến, yêu quý từ những thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Và vâng ạ, và trong giây phút này thì tất cả chúng ta đều xúc động, đúng không ạ? Và bây giờ thì xin mời anh Xuân Phong cùng với chị Thu Trang, chúng ta sẽ bước về phía khu vực phía trước để chúng ta thực hiện tiếp những nghi thức tiếp theo. Vì hai cô dâu và chú rể của chúng ta hôm nay vô cùng rạng rỡ nên bây giờ chúng tôi quyết định những chương trình đứng ở phía trong để ra đây cho tất cả chúng ta. Và chị Trang ơi, trong giây phút mà xúc động và tuyệt vời như thế này thì không biết là hai anh chị có những lời gì chia sẻ với nhau không ạ? Thì thực sự ra em cũng như là tất cả quý vị quan khách ở đây đang rất là tò mò. Tell me right now, baby. Tell me right now.
sẽ cùng đến với nghi thức cắm đĩa ạ. Đĩa có xuất xứ từ phương Tây, lấy nghĩa sau này dù cho có sóng gió, chông gai, khó khăn thì xung phong và thủ trang sẽ cùng nhau vươn lên xây đắp gia đình. Các bạn ở trên đây được quyền thoải mái phá để cho cô dâu chú rể chúng ta khi nào mà quét đầy cái kia thì thôi ạ. Và hoàn tất một cách tốt đẹp nhất thì cũng như để cho gia đình của chúng tôi lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời này, thì bây giờ thì ban tổ chức của chúng tôi xin được mạn phép xin mời quý vị quan khách, chúng ta sẽ cùng lần lượt bước lên sân khấu để cùng thực hiện những cái hình kỷ niệm cùng với cô dâu chú rể và gia đình của chúng tôi. See
a sky, 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Và các bạn, và trong giây phút trọng đại và tuyệt vời như thế này sẽ rất là thiếu sót nếu như chúng ta không nhắc đến những bậc sinh thành và cũng là đại diện cho gia đình hai bên. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị quan khách đại diện của gia đình hai bên. Đầu tiên về phía họ nhà trai xin được trân trọng giới thiệu bác Đồng Huy Châu và bác Phạm Thị Thanh là bác và mẹ của chú rể. Và về phía họ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bác Phạm Văn Vinh cùng với bác Trần Minh Hằng là bố và mẹ của cô dâu. Một tràng pháo tay thật lớn ạ.